With AARPA funds ending this year, thousands of Massachusetts. Với quỹ AARPA kết thúc vào năm nay, hàng ngàn cư dân Massachusetts sẽ bị chấm dứt các chương trình bảo hiểm Medicaid của họ. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đang hợp tác với MassHealth Connector để liên lạc những quý vị có tham gia vào chương trình MassHealth Plan, những người đang hoặc đã rời khỏi các chương trình bảo hiểm sức khỏe của họ và cung cấp cho họ các nguồn lực cần thiết để giúp họ xác định lại cho một bảo hiểm khác, giá cả phải chăng. Thông qua Health Connector, chúng tôi cũng sẽ tổ chức một số sự kiện trên khắp tiểu bang trong suốt chiến dịch mà chúng tôi muốn quảng bá. Xin mời quý vị đến tham gia buổi ghi danh của Massachusetts Health Connector vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại sân trượt băng Sevu ở 11 đường Rốt, trung tâm Dorchester, và đồng thời thưởng thức một ngày vui với âm nhạc, giải trí, các sinh hoạt thân mật, có ẩm thực và quà tặng. Các hướng dẫn viên của Health Connector sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi về bảo hiểm y tế và giúp quý vị có bảo hiểm. Để ghi danh, xin quý vị nhắn tin qua điện thoại di động về số 33339 với hàng chữ HEALTH. Hãy hành động ngay để có bảo hiểm. Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Nga hôm 30 tháng 8 nói rằng các nhà điều tra đang xem xét khả năng chiếc máy bay chở thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã rơi do cố tình hay là lời công nhận rõ ràng đầu tiên rằng ông này có thể đã bị ám sát. Máy bay không người lái được cho là của Ukraine hôm 30 tháng 8 đánh vào các mục tiêu ở ít nhất 6 khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả một sân bay mà ở đó các phi cơ vận tải quân sự bị phá hủy. Một đòn mạnh nhất từ trước đến nay trong chiến dịch phản công của Ukraine. Các sĩ quan quân đội ở Gabon, quốc gia sản xuất dầu mỏ ở Trung Phi, cho biết họ giành quyền lực hôm 30 tháng 8 và quản thúc Tổng thống Ali Bongo tại gia, chỉ vài phút sau khi cơ quan bầu cử tuyên bố ông đã đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Quân đội Mỹ đang đàm phán để xây dựng một cảng dân sự ở các hòn đảo cực bắc xa xôi của Philippines. Việc này sẽ củng cố khả năng tiếp cận của Mỹ với các hòn đảo có vị trí chiến lược đối diện Đài Loan. Quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn muốn tăng cường chặt chẽ hơn nữa các hệ thống của họ trong việc bám theo đường bay của các vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và việc này có thể sớm có thêm sự hợp tác của Nhật Bản. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 30 tháng 8 hào hứng nói về mong muốn của các công ty Mỹ được làm ăn ở Trung Quốc và bà hy vọng sẽ tương tác nhiều hơn nữa với các quan chức Trung Quốc về việc tiếp cận thị trường. Sau khi bà đã phát biểu trước đó rằng Trung Quốc đang trở thành nơi không thể đầu tư được nữa. Việt Nam hôm 29 tháng 8 thông báo rằng cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 8 sẽ diễn ra tại hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9, theo báo chí trong nước. Một số ngư dân ở Quảng Ngãi hôm 30 tháng 8 trình báo với cơ quan chức năng Việt Nam rằng tàu cá của họ đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc truy đuổi và dùng vòi rồng tấn công trong khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa, khiến hai ngư dân trên tàu bị gãy tay và chấn thương vùng đầu, còn tàu cá cùng thiết bị hàng hải của họ bị cháy và hư hỏng nặng. Hôm 30 tháng 8, Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng y án 5 năm rưỡi tù và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm, một ngày sau khi một tòa tương tự ở thành phố Sài Gòn y án 8 năm tù và 3 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần Văn Bang. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh hôm 29 tháng 8 cho biết sẽ thực hiện các giải pháp nhằm cứu hòn trống mái, một biểu tượng của Vịnh Hạ Long khỏi nguy cơ sụp đổ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Nga hôm 30 tháng 8 nói rằng các nhà điều tra đang xem xét khả năng chiếc máy bay chở thủ lĩnh lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin đã rơi do cố tình. Đây là lời công nhận rõ ràng đầu tiên rằng ông này có thể đã bị ám sát. Khi được hỏi liệu tổ chức hàng không dân dụng quốc tế có điều tra vụ tai nạn hay không, ông Dmitry Peskov nói rằng
Hoàn cảnh thực tế khiến cho vụ việc khác đi, mặc dù ông thận trọng nhắc rằng các nhà điều tra chưa đưa ra kết luận chính thức về điều gì thật sự đã xảy ra. Chiếc máy bay tư nhân Embraer chở ông Prigozhin đang trên đường từ Moscow đến St. Petersburg đã bị rơi ở Bắc Moscow hôm 23 tháng 8, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm hai lãnh đạo hàng đầu khác của nhóm Wagner, bốn vệ sĩ của ông Prigozhin và phi hành đoàn 3 người. Nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn chưa rõ, nhưng dân làng gần hiện trường nói rằng họ nghe thấy một tiếng nổ và sau đó nhìn thấy chiếc máy bay lao xuống đất. Nga đã thông báo cho cơ quan điều tra tai nạn máy bay của Brazil rằng họ sẽ không điều tra vụ tai nạn của máy bay Embraer do Brazil sản xuất theo các quy tắc quốc tế vào lúc này. Điều cần thiết trước hết là điều tra xem đây là một vụ thanh toán hay là một tai nạn. Máy bay không người lái được cho là của Ukraine hôm 30 tháng 8 đánh vào các mục tiêu ở ít nhất 6 khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả một sân bay mà ở đó các phi cơ vận tải quân sự bị phá hủy. Một đòn mạnh nhất từ trước đến nay trong chiến dịch phản công của Ukraine. Nga cho biết đã có các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở các vùng Biskot, Bryansk, Kulago, Olos, Ryazan và Moscow. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng sẽ trả đũa và cho rằng Ukraine không thể đánh sâu vào lãnh thổ Nga mà không được phương Tây giúp đỡ. Tại Biskot, miền bắc nước Nga, cách Ukraine hơn 600 km, một đám cháy lớn đã bùng lên tại một sân bay quân sự. Ít nhất 4 máy bay vận tải khổng lồ đã bị hư hại. Hai trong số đó đã bốc cháy. Trong khi đó, phía Ukraine cho hay có ít nhất 2 người thiệt mạng vụ công kích nặng nề nhất của Nga vào thủ đô Ukraine. Tại Nga, thống đốc Peskov đăng video trên Telegram cho thấy một đám cháy lớn với tiếng còi báo động và một vụ nổ. Các video khác được đăng trực tuyến cho thấy các hệ thống phòng không đang hoạt động quanh thành phố, chỉ cách biên giới với Estonia, nước thành viên NATO, 32 km về phía đông. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cho hay Nga đang tìm hiểu các máy bay không người lái được phóng từ đâu để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo và Tổng thống Putin đã được thông báo. Các đồng minh phương Tây của Ukraine cấm Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công Nga, nhưng nói rằng Ukraine có quyền thực hiện các cuộc tấn công như vậy bằng vũ khí mà họ có từ trước. Nga cũng cho biết máy bay của họ đã phá hủy 4 xuồng tấn công nhanh của Ukraine chở tới 50 lính dù trên Biển Đen. Nhưng thông tin này vẫn chưa chính thức được xác nhận. Riêng Ukraine cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 28 hỏa tiễn và 15 trong số 16 máy bay không người lái Nga trong đêm. Các mảnh vỡ rơi xuống 4 khu vực làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Sĩ quan quân đội ở Gabon, quốc gia sản xuất dầu mỏ ở Trung Phi cho biết rằng họ giành quyền lực hôm 30 tháng 8 và quản thúc Tổng thống Ali Bongo tại gia chỉ vài phút sau khi cơ quan bầu cử tuyên bố ông đã đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Các sĩ quan này tự nhận rằng họ đại diện cho lực lượng vũ trang đất nước, tuyên bố trên truyền hình rằng kết quả bầu cử đã bị hủy bỏ, biên giới đóng cửa và các cơ quan nhà nước bị giải tán sau một cuộc bầu cử căng thẳng mà không có các quan sát viên quốc tế với kết quả sẽ kéo dài thêm hơn nửa thế kỷ nắm quyền của gia tộc Bongo. Hàng trăm người đã ăn mừng sự can thiệp của quân đội, trong khi Pháp, nước cai trị thực dân cũ ở Gabon và hiện đang đóng quân tại nước này, đã lên án cuộc đảo chính. Trong một tuyên bố khác, các sĩ quan cho hay họ đã bắt giữ ông Bongo, người hồi năm 2009 đã tiếp quản quyền lực từ thân phụ của mình là ông Omar, vốn đã cầm quyền từ năm 1967. Họ nói đã bắt giữ con trai của Tổng thống Nureddin Bongo, Valentin, và những người khác vì tội tham nhũng và phản quốc. Các đối thủ nói rằng gia tộc của Tổng thống đã không làm được gì trong việc chia sẻ lợi tức từ tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản của đất nước với 2,3 triệu người dân. Bạo loạn đã nổ ra sau khi ông Bongo thắng cử và đã có một nỗ lực đảo chính vào năm 2019 nhưng bất thành. Nếu thành công, cuộc đảo chính Gabon sẽ là cuộc đảo chính thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020.
Tổng thống Bongo, 64 tuổi, được nhìn thấy lần cuối là khi ông đang bỏ phiếu hôm 26 tháng 8. Trước cuộc bỏ phiếu, người ta thấy ông có vẻ khỏe mạnh hơn so với những lần xuất hiện trong xanh xao trên truyền hình sau khi ông bị đột quỵ hồi năm 2019. Gabon sản xuất khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày, chủ yếu từ các mỏ gần cảng. Các tập đoàn quốc tế hoạt động ở Gabon bao gồm Total Energy của Pháp và hãng Brisenco của Anh và Pháp. Công ty khai thác Eramet của Pháp, vốn khai thác mangan quy mô lớn ở Gabon, cho biết họ đã tạm dừng hoạt động. Đội Mỹ đang đàm phán để xây dựng một cảng dân sự ở các hòn đảo cực bắc xa xôi của Philippines. Việc này sẽ củng cố khả năng tiếp cận của Mỹ với các hòn đảo có vị trí chiến lược đối diện Đài Loan. Sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ vào cảng được đề xuất ở quần đảo Batani, cách Đài Loan chưa đầy 200 km, có thể gây căng thẳng vào thời điểm Mỹ va chạm ngày càng nhiều với Trung Quốc và Washington nỗ lực tăng cường sự hợp tác lâu đời theo Hiệp ước Quốc phòng với Philippines. Con kênh mang tên Bà Sĩ giữa các đảo này và Đài Loan được coi là nút cổ chai đối với tàu bè di chuyển giữa Tây Thái Bình Dương và Biển Đông và là tuyến đường biển quan trọng trong trường hợp Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Quân đội Trung Quốc thường xuyên đưa tàu và máy bay đi qua kênh này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Marilo Casco, tỉnh trưởng quần đảo Batani, nói với Reuters qua tin nhắn rằng bà đã tìm kiếm ngân sách từ Mỹ để xây dựng một cảng thay thế ở đó nhằm hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa chuyển đến từ thủ đô Manila trong thời gian biển động trong mùa mưa. Bà cho biết kế hoạch là xây một cảng trên đảo Basco, nơi chính quyền địa phương cho biết sóng cao thường khiến tàu bè không vào cảng hiện tại được và quyết định có thể đưa ra vào tháng 10. Hai quan chức Philippines khác yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với truyền thông cho biết. Quân đội Mỹ gần đây đã đến thăm Batani để thảo luận việc xây cảng Kanesca Gangobasay. Phát ngôn nhân của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila cho biết, Đại sứ quán và các chuyên gia của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đã tiếp xúc với tỉnh trưởng và chính quyền địa phương theo yêu cầu của họ để thảo luận về cách Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ có thể hỗ trợ các dự án kỹ thuật, y tế và phát triển nông nghiệp trong tỉnh. Ông Marcos cho biết các căn cứ theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường có thể hữu ích nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn muốn tăng cường chặt chẽ hơn nữa các hệ thống của họ trong việc bám theo đường bay của các vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và việc này có thể sớm có thêm sự hợp tác của Nhật Bản. Một nhóm nhỏ thuộc lực lượng không gian Hoa Kỳ chỉ đạo công việc. Nhóm này là đơn vị chính thức đầu tiên của quân chủng này ở nước ngoài. Hai nước đồng minh có việc tăng cường các hoạt động không gian chặt chẽ hơn là yếu tố then chốt để theo dõi các mối đe dọa của Bắc Hàn và phản ứng trước xung đột hiệu quả hơn. Thiếu tá Matt Taylor, phó tư lệnh lực lượng không gian Mỹ ở Nam Hàn cho biết, tôi được biết là có những thỏa thuận song phương trong tương lai và có thể là thỏa thuận ba bên đang được soạn thảo, nhất là về cảnh báo hỏa tiễn với việc chia sẻ dữ liệu, các chi tiết còn chưa được xác định rõ hoặc chưa được quyết định vào lúc này, nhưng những cuộc thảo luận đang diễn ra. Cho đến nay, phân nhánh của lực lượng không gian Mỹ ở Nam Hàn vốn đã đi vào hoạt động hồi tháng 12 năm ngoái, tập trung vào việc tăng cường chặt chẽ hơn với các đơn vị Nam Hàn và đảm bảo rằng quân đội Mỹ đóng ở đó có được cung cấp nhiều hơn với các phương tiện thiết bị của lực lượng không gian. Dữ liệu theo dõi hỏa tiễn bao gồm thông tin từ hệ thống hồng ngoại trên không gian của Mỹ, có thể phát hiện các vụ phóng hỏa tiễn đã được tự động chia sẻ với các đồng minh của Mỹ thông qua các hệ thống cảnh báo sớm. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 30 tháng 8 hào hứng nói về mong muốn của các công ty Mỹ được làm ăn ở Trung Quốc và bà hy vọng sẽ tương tác nhiều hơn nữa với các quan chức Trung Quốc về việc tiếp cận thị trường. Sau khi bà đã phát biểu trước đó rằng Trung Quốc đang trở thành nơi không thể đầu tư được nữa.
Trong một cuộc họp báo ở Thượng Hải, Raimondo cho hay bà không mong đợi có đột phá về các vấn đề ảnh hưởng đến các công ty Mỹ như Intel, Micron, Boeing, Visa và Mastercard trong các cuộc họp đầu tiên với các quan chức Trung Quốc, nhưng hy vọng sẽ có một số kết quả trong vài tháng nhờ vào chuyến công du kéo dài 4 ngày của bà tới Bắc Kinh và Thượng Hải. Raimondo nói rằng các doanh nghiệp Mỹ có mong muốn mạnh mẽ là làm cho mối quan hệ giữa hai nước vận động hiệu quả, và rằng mặc dù một số hành động của chính phủ Trung Quốc là tích cực, tình hình trên thực địa cần phải đi đôi với lời nói. Bà Raimondo quả quyết rằng Mỹ không muốn cắt đứt với Trung Quốc. Nhưng hôm 29 tháng 8, bà cũng nói các công ty Mỹ đã phàn nàn với bà rằng Trung Quốc đã trở nên không thể đầu tư được nữa và dẫn ra các vấn đề như tiền phạt, các vụ đột kích và các hành động khác khiến việc kinh doanh của họ ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trở nên rủi ro. Bà Raimondo gặp Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh vào sáng ngày 30 tháng 8, đã thể hiện giọng điệu tích cực nói rằng bà muốn thảo luận về những cách cụ thể mà chúng ta có thể làm việc cùng nhau để hoàn thành các mục tiêu cho môi trường kinh doanh và đem lại một môi trường kinh doanh dễ đoán định hơn. Môi trường pháp lý có thể dự đoán và sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp Mỹ. Việt Nam hôm 29 tháng 8 thông báo rằng cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 8 sẽ diễn ra tại hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9 theo báo chí trong nước. Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam làm trưởng đoàn, trong khi phía Trung Quốc là ông Lý Thượng Phúc, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Được báo điện tử này dẫn lời nói rằng, cuộc giao lưu này có phần cụ thể hóa tuyên bố chung giữa hai nước về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 11 năm 2022. Ông Sang còn nói tiếp rằng, sự kiện trên là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong năm 2023 và nhằm tăng cường tin cậy hợp tác giữa hai nước. Phía Việt Nam cũng nói rằng, giao lưu cũng tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Theo báo chí trong nước, trong khuôn khổ chương trình giao lưu lần này, phía Việt Nam và Trung Quốc sẽ có các hoạt động như tô đỏ cột mốc, trồng cây hữu nghị hay thăm đơn vị quân đội, trường học trên biên giới và tọa đàm. Một số ngư dân ở Quảng Ngãi hôm 30 tháng 8 trình báo với cơ quan chức năng Việt Nam rằng tàu cá của họ đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc truy đuổi và dùng vòi rồng tấn công trong khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa, khiến hai ngư dân trên tàu bị gãy tay và chấn thương vùng đầu, còn tàu cá cùng thiết bị hàng hải của họ bị cháy và hư hỏng nặng. Truyền thông Việt Nam dẫn lời khai của ngư dân Huỳnh Văn Hoanh, 43 tuổi. Chủ tàu cá cho biết vào khoảng 5 giờ sáng, ngày 28 tháng 8, khi tàu cá của ông cùng với thuyền trưởng Huỳnh Văn Tiến, 26 tuổi, và 8 ngư dân khác đang di chuyển từ đảo Phú Lâm đến bãi Sa Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa để đánh bắt, họ phát hiện một tàu mang cờ hiệu Trung Quốc áp sát. Khi tôi đang nằm ở cabin thì nghe anh em hô hoán, có tàu lạ áp sát, chưa kịp đứng lên quan sát thì tôi đã bị những người trên tàu mang số hiệu 4201 dùng vòi rồng xịt vào làm lăn xuống bòn tàu. Khi đứng dậy cả người thương tích, tay phải bị gãy. Thuyền trưởng Huỳnh Văn Tiến cũng bị chấn thương vùng đầu. Theo lời của ngư dân Huỳnh Văn Khanh, tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng để tàu cá của các ngư dân chết máy. Nhưng vì tàu cá không bị chết máy nên tàu Trung Quốc đã thả cano xuống áp sát. Tàu này sau đó tiếp tục truy đuổi, phun vòi rồng, áp sát liên tục và tìm cách lên tàu cá của các ngư dân. Mãi đến 3 giờ chiều cùng ngày, tàu hải cảnh Trung Quốc mới bỏ đi. Lúc này, tàu cá của các ngư dân đã hư hỏng rất nặng. Trong đó, nhiều chỗ trên tàu làm bằng gỗ và kính bị vỡ vụn, có dấu hiệu bị chìm. May nhờ có máy bơm nước trên tàu nên các ngư dân đã kịp hút nước ra. Sau đó,
Một tàu sắt khác của Trung Quốc mang số hiệu 4104 tiến lại gần, yêu cầu được lên tàu cá để cứu chữa cho các ngư dân. Thấy những người trên tàu Trung Quốc mang vũ khí, các ngư dân lo sợ bị bắt giữ nên đã từ chối và chạy về đất liền vào tối ngày 29 tháng 8. Đây là vụ tấn công mới nhất trong rất nhiều vụ tàu Trung Quốc tấn công, rượt đuổi gây hư hại tài sản và thương tích cho ngư dân Việt Nam. Hôm 30 tháng 8, Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng y án 5 năm tù rưỡi và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm. Một ngày sau khi một tòa án tương tự ở thành phố Sài Gòn y án 8 năm tù và 3 năm quản chế đối với nhà hoạt động Trần Văn Bang. Luật sư Lê Đình Việt, người bào chữa cho ông Lâm, chia sẻ sau phiên phúc thẩm bác kháng cáo đối với ông Lâm về kết quả phiên tòa hôm nay. Tôi nhận thấy không phản ánh đúng diễn biến thực tế, không phản ánh đúng nội dung các vấn đề được tranh luận tại phiên tòa. Về mặt cơ bản, tôi được trình bày tương đối đầy đủ những quan điểm của tôi. Hội đồng xét xử có lắng nghe, còn vấn đề họ có tiếp nhận hay không thì đã được phản ánh trên kết quả phiên tòa đó. Nhà cầm quyền cho rằng ông Lâm đã soạn thảo, đăng tải 19 bài viết trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân và 25 video bài viết lên mạng xã hội YouTube với nội dung không đúng sự thật, bị đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng đảng, nhà nước. Bà Lê Thị Thanh Lâm, vợ ông Lâm viết trên Facebook sau phiên xử. Vở kịch hôm nay họ diễn xong, Bùi Tuấn Lâm bị y án. Luật sư Lê Đình Việt cho biết thêm rằng ông không gặp được thân chủ hôm 29 tháng 8, mặc dù đã đến trại giam công an thành phố Đà Nẵng và chờ hàng giờ ở đó. Tôi đợi đến hơn 4 giờ chiều họ mới ra và họ cho biết rằng họ không đồng ý việc gặp của tôi với lý do là cơ quan đang thực hiện việc xét soát nên không cho gặp. Tôi thấy điều này không đúng với quy định của pháp luật vì lý do từ cơ sở tạm giam tạm giữ này là lý do nội bộ, không đúng với quy định của pháp luật. Một thành viên gia đình của ông Trần Văn Bang nói với điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn rằng tòa cấp cao tại thành phố Sài Gòn xét xử hôm 29 tháng 8 với bản án bỏ túi. Việc kết tội của viện kiểm sát và của tòa đã có sẵn, họ chỉ việc cầm giấy mà đọc mà không cần tư duy, không cần suy nghĩ, họ không tranh luận mà chỉ kết luận. Tôi vô cùng thất vọng vào nền tư pháp trong phiên tòa này. Báo Tiền Phong dẫn cáo trạng đối với ông Trần Bang. Cáo buộc rằng ông đã sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm Trần Bang, Bang Trần và Trần George để soạn thảo đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền nhân dân. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án việc giữ nguyên bản án hà khắc đối với hai ông. Bà Ryoni Low, phó giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nêu nhận định. Việc bác kháng cáo của ông Trần Văn Bang và ông Bùi Tuấn Lâm trong tuần này có nghĩa là hai nhà hoạt động này sẽ phải ngồi tù nhiều năm chỉ vì chỉ trích chính quyền Việt Nam. Họ lẽ ra không nên bị trừng phạt vì thực hiện các quyền cơ bản về tự do ngôn luận. Tổ chức nạn nhân của chế độ Cộng sản có trụ sở tại Mỹ hôm 29 tháng 8 viết trên mạng xã hội X. Ông Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm bị bắt chỉ vì công khai chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam trước phiên xử. Và Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 28 tháng 8 kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Bang và ông Lâm, đồng thời viết trên mạng xã hội X rằng Việt Nam phải chấm dứt việc giam giữ các nhà hoạt động chỉ vì họ thực hiện quyền tự do ngôn luận và trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ tùy tiện. Công an Việt Nam bắt giữ ông Trần Văn Bang vào tháng 3 năm 2022 và bắt ông Bùi Tuấn Lâm vào tháng 9 năm 2022, rồi cáo buộc cả hai tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Hồi tháng 5, trong hai phiên tòa riêng biệt, ông Bang bị tuyên 8 năm tù và ông Lâm bị tuyên 5 năm tù rưỡi. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh hôm 29 tháng 8 cho biết sẽ thực hiện các giải pháp nhằm cứu hòn trống mái, một biểu tượng của Vịnh Hạ Long, khỏi nguy cơ sụp đổ. Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi truyền thông quốc tế đưa tin về khả năng cảnh quan này sẽ biến mất do quá trình hoạt động địa chất, kiến tạo, tác động của nước biển và cả tình trạng đánh bắt cá trái phép lẫn du lịch quá mức. Hòn trống mái thường được quốc tế biết đến với cái tên Kissing Rocks, bao gồm hai đảo đá nhỏ có hình thù như một đôi gà trống mái cao khoảng 13,9 mét
Đây được xem là một biểu tượng của Vịnh Hạ Long, nơi đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Theo báo cáo nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng các giải pháp bảo tồn hòn trống mái Vịnh Hạ Long, đưa ra trong buổi hội thảo của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên Môi trường, hôm 31 tháng 7, hòn trống mái có 40 khối có nguy cơ trượt lở. Trong đó có 11 khối ở hòn trống và 29 khối ở hòn mái. Báo cáo giải thích do trải qua quá trình hoạt động địa chất kiến tạo và sự tác động của nước biển, hòn trống mái có cấu tạo đơn nghiêng với nhiều hệ thống khe nứt tiềm ẩn, nguy cơ xảy ra sạt lở hoặc bị biến dạng. Ngoài ra, một vấn đề lớn khác góp phần tạo ra nguy cơ sụp đổ hòn trống mái là tình trạng đánh bắt trái phép và du lịch quá mức. Cụ thể, các thuyền tham quan và đánh bắt đã không giữ đủ khoảng cách, góp phần làm xói mòn đá, gây thêm thiệt hại cho nền móng vốn trồng trên của hòn trống mái. Báo cáo kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam thực thi nghiêm ngặt các quy định để bảo tồn di sản này, như giới hạn tốc độ và khoảng cách đối với tàu thuyền, không khuyến khích đánh bắt gần các hòn đá có nguy cơ sụp đổ. Ban quản lý Vịnh Hạ Long hôm 29 tháng 8 nói với báo chí rằng sẽ đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ hòn trống mái, trong đó bao gồm việc yêu cầu các doanh nghiệp và các chủ phương tiện vận tải khách khi di chuyển qua khu vực hòn trống mái phải tuân thủ các quy định như giảm tốc độ di chuyển tới mức thấp nhất, giữ khoảng cách đến gần hòn trống mái tối thiểu 70 mét, áp dụng các biện pháp cảnh báo bằng tín hiệu trên phương tiện, đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ nền móng đảo. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái mến chào. With AARPA funds ending this year, thousands of Massachusetts. Với quỹ AARPA kết thúc vào năm nay, hàng ngàn cư dân Massachusetts sẽ bị chấm dứt các chương trình bảo hiểm Medicaid của họ. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đang hợp tác với MassHealth Connector để liên lạc những quý vị có tham gia vào chương trình MassHealth Plan, những người đang hoặc đã rời khỏi các chương trình bảo hiểm sức khỏe của họ và cung cấp cho họ các nguồn lực cần thiết để giúp họ xác định lại cho một bảo hiểm khác, giá cả phải chăng, thông qua Health Connector. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một số sự kiện trên khắp tiểu bang trong suốt chiến dịch mà chúng tôi muốn quảng bá. Xin mời quý vị đến tham gia buổi ghi danh của Massachusetts Health Connector vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9, từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại sân trượt bang Sevu ở 11 đường Road, trung tâm Dorchester, và đồng thời thưởng thức một ngày vui với âm nhạc, giải trí, các sinh hoạt thân mật, có ẩm thực và quà tặng. Các hướng dẫn viên của Health Connector sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi về bảo hiểm y tế và giúp quý vị có bảo hiểm. Để ghi danh, xin quý vị nhắn tin qua điện thoại di động về số 33339 với hàng chữ HEALTH. Hãy hành động ngay để có bảo hiểm.